Một vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin. Để yêu và trân trọng. Một đêm tháng 4 năm 1912, con tàu Titanic đang xả hết tốc lực để băng qua Đại Tây Dương. Thình lình nó đụng phải một tảng băng khổng lồ. Hơn 2.300 hành khách giờ đây phải đối mặt với cái chết. Chỉ có 1.100 phao cấp cứu, pháo hiệu cầu cứu được bắn liên tục nhưng hoàn toàn tuyệt vọng. Một viên sĩ quan đứng ở lan can tàu hối thúc những phụ nữ và trẻ em xuống thuyền trong tình trạng rất hỗn loạn. Ông nắm tay của bà lão Isadore Stott và đẩy bà về phía thuyền cứu sinh. Bà nhìn viên sĩ quan với ánh mắt cầu xin và liếc về phía người chồng. Nhưng người sĩ quan hét lên: "Những người đàn ông phải nắn lại sau, phụ nữ và trẻ em xuống trước." Không một chút do dự, bà Stott quay lưng về phía chiếc thuyền cấp cứu, từ bỏ cơ hội được cứu sống và đi về phía chồng bà, rồi nắm lấy tay ông. Kể từ khi thành hôn, họ chưa hề rời xa nhau. 20 phút sau, tay trong tay họ bị nhấn chìm xuống lòng biển lạnh cùng con tàu đầy huyền thoại Titanic. Họ đã được phối hợp trong cuộc sống và ngay cả cái chết cũng không thể buộc họ chia lìa. Hôn nhân là món quà đầu tiên mà Thượng Đế ban cho loài người. Nó cần được chúng ta yêu quý và trân trọng. Cái thế giới của cảm xúc và tự do đã làm cho con người ngày càng trở nên xem thường giá trị của hôn nhân. Thượng Đế biết rõ những phước hạnh kèm theo món quà ấy. Trân trọng nó là trân trọng chính Ngài. Tình yêu của Chúa dành cho con người vượt ngoài khả năng suy tưởng của họ. Nên Thánh Kinh đã dùng hầu hết tất cả các mối quan hệ để bày tỏ tình yêu của Ngài, như cha con, mẹ con, thầy trò, bạn hữu, anh em. Đặc biệt hơn cả, Chúa dùng hình ảnh Ngài là chồng, Hội Thánh là vợ, để phô diễn tình yêu và lòng chung thủy, không gì chia cắt được. Khi hôn nhân được nuôi dưỡng bởi tình yêu, không một điều gì có thể tách rời đôi lứa, dẫu đó là sự chống đối, nghèo khổ, bệnh tật, thất bại hoặc ngay cả sự chết. Ê-phê-sô đoạn 5 câu 33 có chép: "Thế thì mỗi người trong anh em phải yêu vợ mình như mình, còn vợ thì phải kính chồng." Amen.